quyền cơ, con hát một bài cho năm nghe kỹ, con rày là người chi, bấy lâu ẩn nhẫn quyền di, ta bà cho kẻ thị người khi, lúc nào quỷ ông như quỷ ngôi chào Phật Vương, tại thế ngày nào ở đây minh hoàng đẹp giả từ đây, cậu hai thanh sĩ về đây giếng lòng hào quang chư Phật rọi mười phương, tiếp độ cho ông sức nhiệm màu để ra pháp lý giải ngàn sầu cho trần gian, bệnh chi đà cũng hết tiếng nói của ông, chỉ hết kẻ gian tà. Lời ông gian dối mười phương, minh dương sức thế tình thương cho đời, kẻ gian kẻ ác trong đời, phản cha phản chúa vậy thời sẽ tiêu. Thì tôi nghĩ cái hào quang này nó bao bọc mình, không ai hại mình được, phải không? Dạ, nhưng ông cẩn thận, muốn cho ngài thân xác ngồi đây, minh dương chính bệ rừng mây, đền vàng nuôi cấm từ đây lộ rồi, ông ơi ông gắng mà ngồi cứu đời nhiều hơn nữa cho đời nhìn xem. Khi dứt lời con đây kính cẩn, niềm tin Phật nhìn thương xót ra kinh ẩn hình, thấy ông giữ trọn nghĩa tình, cậu hai thanh sĩ đứng nhìn thấy ông là người cậu tri âm, vài lời tâm sự quyền thâm đạo màu, lai vung có một phép màu, có ai ẩn giấu con thuyền quyền cơ, con thuyền ai đã ước mơ là thuyền đại đạo trong thơ vẫn còn, sĩ thanh nổi tiếng Sài Gòn một thời diễn pháp vẫn còn tuổi tên, Hoài Ân đưa bước nâng lên để sang nước Nhật xóa tên quê nhà, cậu hai thanh sĩ ta bà vì yêu đồng đạo quê nhà cách xa, bên trong nước mắt tuôn ra, bên ngoài vui vẻ người ta tiễn mình. Hôm nay tôi nhắc ông nhìn, ngày nào ông nhớ bóng hình cậu hai, cậu ơi con chẳng làm sai, một lòng quý cậu ngày nay cậu về, thăm ông giữ đúng lời thề, loạn nam cơ bắc chẳng hề sai đâu, phận ông chẳng khác nàng dâu, nhiều người thử thách câu mâu nhiều lời, chúc ông đẹp đạo đẹp đời, vì yêu nhân loại một đời hy sinh, quý ông tôi viết lời kinh là tôi đã có đúng kinh cơ màu, trần gian nay đến thảm sầu, ông đem bài giảng cây cầu thiên ca, nhìn ông có Phật Thích Ca, Phật bà cứu khổ nhà nhà an vui, đố ông thấy được bóng tươi, vô hình ẩn bóng cho vui lời này, vì tôi quá trọng đức thầy, tôn ông là sư phụ Phật thầy Tây An. Cái người đó tôn ông là sư phụ của thầy Tây An. Chúc mừng ông đã quá giang, độ người thoát khổ trần gian kỳ này, trong tay ông có lệnh kỳ, bổ sơn quyền bí vậy thì phạt quá hay, đẹp đời đẹp đạo ngày nay, ông Năm tiên trưởng Bồng Lai ra đời. Ông Năm tiên trưởng Bồng Lai ra đời. Nhà ông ở chính tầng trời, tặng ông một khúc thơ trời mây xanh, nhiều người tranh cạnh lợi danh, cùng ông đấu khẩu sạch xanh trong lòng. Trên ông có một ông rồng, rồng vàng cụ thể phụ thể cả lòng châu thân, người kia họ khởi tâm sân, trái châu rồng lửa cứu ông mỗi ngày, bùa mê thuốc lú chỗ tài, ông Năm hàng xa uống ăn cẩn thận cả nhà nha ông, bùa mê ngải độc vào trong, xác thân mệt mỏi trong lòng chẳng an, đây là trong lúc gian nan, thương thương ông tôi nhắc
để an tâm hồn. Khen anh hàng tính lòn trôn, một thời ẩn nhẫn mới tồn ngày nay. Tôi đây sự thật cậu trai, thăm mong bút pháp hiện ngay ràng ràng. Chúc ông cô bác thôn làng cùng nhau niệm Phật lập đàn hỏi cơ. Đây là một bức đồ thơ cậu hai thanh sĩ gửi nhờ trao ông. Chúc ông đẹp đạo, đẹp lòng, tốt lòng, đời đời với Phật trong lòng không quên. Thiên đình sách sổ có tên, Tây phương cực lạc ông lên trở về. Ngôi xưa cảnh cũ là quê, trần gian tạm giả mai về Tây phương. Chúc cầu đồng đạo bốn phương, cậu hai thanh sĩ về nương quê nhà. Chúc cầu cô bác nhà nhà an tâm niệm Phật, Phật bà đổ cho. Chuyện gì cũng chẳng cần lo, chỉ lo niệm Phật, Phật cho của vào. Yêu thương khắp nước đồng bào, sĩ thanh về đến kính chào bà con A Di Đà Phật. Tôi còn đây mà dạo bước đường xa, nhắn gửi quê nhà chớ dội quên ta. Tôi còn đây mà đã trở lại quê nhà, ai mà được thấy bóng hồn ta. Đầu xuân năm mới chúc phúc quê nhà, nhìn đi sẽ thấy bóng người ở phương xa. Nay đã trở về nhà thăm mồ mả ông cha. Năm nay tân sửu đáo lệ à, chúc mừng cô bác gần xa mùa xuân an lạc đầy hạnh phúc. Xuân đến người từ xa yêu nước nhà. A Di Đà Phật. Bài thi đó của ai viết? Tôi còn đây mà chính thiết người ta, tôi còn đây mà tôi trở về nhà thăm lại ông nghe. Tôi còn đây mà ngàn dặm cách xa, đông kinh nước Nhật ta bà, xa ông xa cả quê nhà, vì tình yêu nhân lỗi tôi đã về đây. Quý ông như quý Phật ở phương Tây, mười phương chư Phật ở đây trong lòng mình. Hướng ông một dạ giữ gìn, cậu hai thanh sĩ đứng nhìn thương ông. Thương ông lòng dạ sạch trong, một lời xin đa tạ cùng ông giải bàn. Quyền cơ con hát một bài, cho ông năm nghe kỹ con rày là người chi. Bấy lâu ẩn nhẫn quyền di, ta bà cho kẻ thị người khi lúc nào. Quỷ ông như quỷ ngôi chào, Phật dương tại thế ngày nào ở đây. Minh hoàng đẹp dạ từ đây, cậu hai thanh sĩ về đây viếng lòng. Chúc ông đứng chính đền rồng, rồng vàng phủ thể cho vua mình là Minh Dương. Minh Dương có cả nhà thương, cẩn thận về đến phố trương phép màu. Tri ân một dạ bắt cầu, cầu ngân ngô thước ông còn sầu nữa không. Bây giờ trong cõi hư không, quyền cơ Phật ngữ trong lòng của ông. Ngày xưa thầy tổ dặn ông, bùa mê thuốc lú ông đã nhớ nhà. Kẻo thôi trong bước giàu ra, chỉ cần một lát thì nước đà tiêu tan. Xác ông Phật mượn rõ ràng, còn con là thằng nhỏ họ hàng diễn thăm. Là Phật tử từ đây phải nhớ cõi ta bà, phải nhớ nhiều hơn. Là Phật tử ngày xưa còn đó, ai giữ gìn cậu có nhớ chăng? Tây An cổ tử ngày nào,
cậu ơi hãy nhớ mở rào quyền cơ. Tây An còn bức đồ thơ, thở xưa cậu nhớ những gì hay không? Đến thăm ông lão ở Phật Lòng, vì thương nhân lỗi Trần Hồng ông ngồi đây. Chẳng đành ông bỏ về Tây, vì thương nhân lỗi ông ngồi đây với mọi người. Để cho ông này coi thử coi ông nói sao. A Di Đà Phật. Là chị nào có coi thử cái này coi sao. Nếu nó sao thì không bên cái này không? Bình thường tôi nói biết nhiều lần đâu có. Dạ. Ông nhìn tôi đó, đó đó đó, nó có cái dòng hào quang đó. Cái đó là sao? Hào quang chư Phật rọi mười phương, tiếp độ cho ông sức nhiệm màu, để ra pháp lý giải ngàn sầu, cho trần gian bệnh chi đà cũng hết. Tiếng nói của ông chỉ hết kẻ gian tà, lời ông gian dối mười phương, minh dương sức thế tình thương cho đời. Kẻ gian kẻ ác trong đời, phản cha phản chúa, vậy thời sẽ tiêu. Tôi nghĩ cái hào quang này nó bao bọc mình, là không ai hại mình được, phải không? Dạ, nhưng ông cẩn thận. Mình cẩn thận ha. Dạ, dạ ông cẩn thận. Cũng như ông làm vua, con là cẩn thận, con bảo vệ cho ông. Nhưng đôi khi con đi ra ngoài, kẻ gian họ lén vào, cũng tìm cách nó lén vào, thì con trở tay với ông không kịp, không thể che chở ông kịp, mà tự ông phải giữ ông. Khi nào món ăn bất tử thình lình ông dội thì ông đừng nuốt, nước bưng vô uống tự động cảm thấy nghẹn ngang thì ông để lại. Khi trong lòng ông đang giảng pháp bỗng bồn chồn thì họ muốn làm khó ông. Chỉ một câu A Di Đà Phật Tây Phương Cực Lạc Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi thì tất cả đều tiêu tan. Ngày xưa cậu hay thanh sĩ ở chùa Tây An Chợ Mới, ông đã từng gặp, ông đã từng nghe. Còn con là cháu của ông, là ngày ông dạy cho con làm tàu hũ, cậu Ốc Út Hết và cậu Ba Hạnh là những người đã đi trước. Tại sao họ đi? Tại vì họ quá chung quân ái quốc, họ quá chung với đạo, cho nên họ chính vì bị những cái thứ thuốc độc, ngải độc, xưng mình bệnh mà chết. Vì các ổng quá xem thường kẻ khác, ra chiến trường dù tướng giỏi mà xem thường kẻ khác coi như tướng bất tài. Kẻ khác họ có dở hơn ta, nhưng ta càng cẩn thận hơn. Người tướng chiến trường lúc nào cũng cẩn thận. Thuyền đại đảo xuôi dòng lướt sông, đất động kinh chèo chống bao ngày. Xa quê nhớ mẹ hằng ngày, thương mà đồng đảo suốt ngày cả đêm. Thuyền đại đảo trời đêm khuya vắng, ở đông kinh nhân gửi lời về, viên thăm đồng đảo quê nhà, ông năm còn nhớ món quà ngày xưa. Lời Phật dạy sớm trưa trong đó, tâm ông đã thường có chữ A Di, mười phương chư Phật quyền di, hào quang soi rọi đêm ngày cho ông. Sắc ông như thể cái không, mười phương chư Phật vào trong chỗ này, cho nên có đức quang thầy trăm quang đàn của đủ đầy từ đây. Rồi đất nước chuyển xây trong sẽ thấy đức minh dương từ ấy hiện ra. Trong thân ông có món quà, nói chi mà được nấy, ở nhà nhà an vui. Mười tám nước an vui khi Việt Nam có Phật, chính là ông sự thật ngồi đây.
lời vàng tiếng ngọc búa dây, mười phương chư Phật đến ở đây cứu đời. Con là đứa trẻ trong đời lưu lạc, bấy lâu nay không mẹ không cha, bụi bờ khắp chốn người ta, ăn xin cho kẻ thị người khí đêm ngày. Bấy lâu nay ẩn nhẫn loàn chôn trong biển khổ, khen anh hàng tính ở vậy thì mưu cao, đến sao hạng võ hết hồn, đó là mới rõ được trường tồn là chi. Đức Thánh Chúa quyền gì trở lại thương cho ngài thân xác ngồi đây. Minh Dương chính bệ rừng mây, đền vàng núi cấm từ đây lộ rồi, ông ơi ông gắng mà ngồi cứu đời nhiều hơn nữa cho đời nhìn xem. Khi dứt lời con đây kính cẩn, con xăm hôi ơi nơi lòng lỡ tiếng nói ra, xin ông hãy thứ và tha lòng tự ân quảng đại ban ra cho mình. Con đâu có chân có kình, con nằm dưới đất kẻ thì đạp lên. Bao năm tháng bấp bênh trong trần thế để tìm ông lướt cái sang sông, bây giờ gặp chủ nhân ông, gặp ông là Phật, con đây mới vui mừng. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, có phát minh cái cũng hay lắm. Rồi bà con nào chữa bệnh